Đây các thầy mặc bộ không? Bảo Lộc đến. Chúng tôi xin kính mời Công an tỉnh Lâm Đồng, cấp ủy chính quyền thành phố Bảo Lộc đến dâng hương trước hương hồn đồng chí và xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể tang quyến. Sau đây tôi xin được đọc toàn văn thư thăm hỏi của lãnh đạo Bộ Công an. Độc lập, tự do, hạnh phúc. Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2019. Thư thăm hỏi của lãnh đạo Bộ Công an. Qua công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, nắm tình hình triển khai nhiệm vụ ở cơ sở và báo cáo của Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 8 tháng 8 năm 2019, đồng chí Phạm Minh Tú, công an viên thôn Tân Thịnh, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, trong khi cùng tổ công tác đặc biệt đã có hành động dũng cảm, quên mình trong tình huống cứu giúp nhân dân, đồng chí đã hy sinh do bị lũ cuốn trôi. Nhận được nhiều lời tri ân và thương tiếc của nhân dân và đồng bào vùng thiên tai bão lũ. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc và lời tri ân tới gia đình và cá nhân đồng chí Phạm Minh Tú đã hy sinh. Đồng chí Phạm Minh Tú đã thể hiện tinh thần phẩm chất của người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân quên mình, vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. Không ai gặp tai nạn. Bắt đầu. Thôi. Gia đình chúng tôi không biết lấy gì hơn là xin được chân thành cảm ơn quý vị, cảm ơn